Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây. Bắt đầu từ 15 giờ hôm nay, mỗi lít xăng tăng từ 460 đến 470 đồng, giá cũng được điều chỉnh tăng. Soạn thảo quy trình hạn chế hoạt động với những người có ảnh hưởng nhưng vi phạm pháp luật. Chạy vào làn ô tô, người phụ nữ va chạm với xe tải tử vong. Vòng 9 ngoại hạng Anh, đá sân nhà Tottenham hứa hẹn lấy lại vị trí đầu bảng. Thưa quý vị, Bộ Công Thương Tài chính vừa có điều chỉnh giá xăng dầu bắt đầu từ 15 giờ hôm nay 23 tháng 10. Theo đó, mỗi lít xăng tăng từ 460 đến 470 đồng. Các mặt hàng dầu cũng tăng thêm từ 70 đến 380 đồng. Cụ thể, giá xăng RON 953 tăng lên thành 23.510 đồng một lít. E5 RON 92 tăng thành 22.360 đồng một lít. Cùng lúc, dầu hỏa, diesel và mazut cũng tăng lên mức giá mới, dao động từ 16.610 đến 22.750 đồng một lít ký tùy loại. Kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ tiếp tục không trích lập vào quỹ bình ổn giá và dừng chi sử dụng từ quỹ này. Hiện nay, cảng biển tại khu vực Cái Mép, Thị Vải thường xuyên đón nhiều tuyến tàu container quốc tế. Theo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, tính đến tháng 9 năm 2023, tại cụm cảng này đã thiết lập được 35 tuyến tàu container quốc tế vào cảng hàng tuần. Trong số này, có 11 tuyến nội Á, 10 tuyến bờ Đông nước Mỹ, 8 tuyến bờ Tây nước Mỹ, 2 tuyến Mỹ-Canada, 4 tuyến châu Âu. Hệ thống cảng container khu vực Cái Mép, Thị Vải, cảng biển Vũng Tàu mang vai trò là cảng trung chuyển quốc tế, có vị trí địa lý nằm trên tuyến hàng hải chính của các tàu mẹ. Cụm cảng đã thu hút được các hãng tàu cũng như nhà khai thác cảng hàng đầu thế giới tham gia liên kết với doanh nghiệp Việt Nam góp vốn đầu tư xây dựng, cũng như thu hút được các hãng tàu hàng đầu thế giới cùng nguồn lực khai thác cảng có kinh nghiệm. Số liệu của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam VPA cho thấy, sản lượng hàng hóa container xuất nhập khẩu qua cảng biển khu vực Cái Mép năm 2022 gấp 5,3 lần so với năm 2012. Từ hơn 900.000 tiêu năm 2012 lên hơn 5 triệu tiêu năm 2022. Bộ Công Thương đã ban hành kết luận thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về việc quản lý và điều hành cung cấp điện. Tiếp đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chỉ đạo EVN và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất kỷ luật khiển trách với các lãnh đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN do để gián đoạn cung ứng điện. Cụ thể, Ủy ban đề xuất kỷ luật khiển trách đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Dương Quang Thành, thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Trần Đình Nhân, Phó Tổng giám đốc Ngô Sơn Hải và Giám đốc Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia. Ủy ban cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý kỷ luật đối với các cá nhân khác có liên quan theo nguyên tắc công minh, khách quan, không bỏ lọt tập thể, cá nhân có vi phạm khuyết điểm. Đồng bộ với công tác kiểm điểm xử lý kỷ luật, Ủy ban cũng đã triển khai thực hiện công tác cán bộ tại EVN. Chuyển sang các thông tin khác, theo World Data Lab, tổ chức phân tích dữ liệu uy tín toàn cầu, trong năm 2024, Việt Nam có thêm 4 triệu người gia nhập tầng lớp trung lưu. Như vậy, đến năm 2030, dự kiến có thêm 23,2 triệu người nữa gia nhập tầng lớp này. Tiêu chí để xác định trung lưu là người chi tiêu ít nhất 12 đô la Mỹ mỗi ngày. Còn trong danh sách 9 quốc gia châu Á được dự báo có số người gia nhập tầng lớp trung lưu lớn nhất năm 2024, Việt Nam đứng thứ 5 với 4 triệu người. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2022, dân số Việt Nam là hơn 99,46 triệu người, GDP 9,5 triệu tỷ đồng, tương đương 409 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,02% so với năm 2021. Hiện nay, tuyến kênh 28 qua địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, với tổng chiều dài khoảng hơn 3,7 km, tình hình ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản và nhà cửa của hơn 1.350 hộ dân sinh sống ven kênh, 810 hecta đất sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao cũng bị uy hiếp. Điểm sạt lở mới nhất ở bờ đông kênh 28 xã Hậu Thành. Sạt lở nay là trên 3 tháng rồi, cấp yêu cầu các cấp khắc phục sửa chữa con đường đi để tới mùa nước này là nó sẽ sạt lở nhiều hơn. Một phần cơ sở hạ tầng, đất đai, giường tược bị đổ xuống sông gây thiệt hại lớn. Hiện nay thì đã được cấp trên, tỉnh và huyện đầu tư xử lý sạt lở được 11 điểm. Thì hiện còn lại là 9 điểm mà đang thực hiện là 7 điểm, còn 2 điểm thì chưa thực hiện. Chính quyền địa phương đang tích cực rà soát, kiểm tra, khắc phục xử lý sạt lở một cách căn cơ nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.
Những tháng đầu năm 2023 tại Tiền Giang đã xảy ra 78 điểm sạt lở, ước tính kinh phí xử lý khoảng 67,6 tỷ đồng. Tỉnh đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ triển khai dự án xử lý sạt lở bờ sông Cái Bè, huyện Cái Bè, quy mô 300 tỷ đồng. Ngành đường sắt vừa đưa vào khai thác đôi tàu chất lượng cao SE19, SE20 tuyến Hà Nội Đà Nẵng với giá vé không thay đổi. Đoàn tàu SE19-20 được nâng cấp hàng loạt thiết bị, chạy mỗi ngày một chuyến. Đây là chuyến tàu được thiết kế sang trọng, ấm cúng với sự tiện nghi đẳng cấp nhất của ngành đường sắt hiện nay. Đặc biệt, hành khách đi tàu sẽ được bố trí phòng ngồi đợi tàu và có lối ra ga lên tàu riêng. Khách cũng có thể quét mã QR để truy cập vào trang web bán hàng của đường sắt, tìm mua đặc sản vùng miền của 34 tỉnh ngay trên tàu. Kỳ vọng của chúng tôi là còn cao hơn cái này. Thì chúng tôi muốn là đem đến rất nhiều những cái chất lượng khác, những cái phân khúc khác để hành khách người ta có điều kiện người ta trải nghiệm. Hành khách có thể thưởng thức cà phê hay các bữa ăn trong khi ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên bên ngoài. Rất nhiều người bất ngờ hài lòng với dịch vụ này. Thực sự là rất là hài lòng. Tại vì là đi tàu mà thứ nhất là chị hay bị say xe, đi tàu thì bị say. Đấy. Thứ hai là giá cả rất hợp lý, và thời gian rất là thuận tiện. Sắp tới, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục tăng cường các dịch vụ sản phẩm du lịch, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ trên nhiều đoàn tàu khác. Những câu chuyện ồn ào liên quan đến nghệ sĩ, người nổi tiếng trong thời gian qua khiến showbiz Việt trở nên nhốn nháo. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang soạn thảo một quy trình hạn chế phát sóng biểu diễn quảng cáo đối với những người có ảnh hưởng nhưng vi phạm pháp luật hoặc trái với thuần phong mỹ tục. Mới đây nhất, diễn viên người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, nhiều hành động của một số nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng gây bức xúc cho công chúng như quảng cáo sai sự thật, phát ngôn thiếu chuẩn mực, lùm xùm về đời tư cá nhân. Theo kế hoạch, dựa vào đó, tùy mức độ vi phạm trong bộ quy tắc ứng xử mà sẽ có hình thức kiểm soát hình ảnh của người đó tương xứng. Cái việc mà phối hợp một cách chặt chẽ như thế thì cũng đồng thời có những cái chế tài xử phạt quy định thì làm gương để răn đe những nghệ sĩ khi mà họ có những cái sai phạm. Rất là nhiều những cái người theo dõi họ và rất là nhiều đối tượng công chúng mà họ hướng đến, thế nên là họ cũng cần phải chú ý. Quy chế đang soạn thảo là nỗ lực của các cơ quan quản lý nhằm làm lành mạnh không gian mạng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nghệ sĩ lệch chuẩn đến xã hội. Tuy nhiên, chính sự nghiêm khắc của khán giả sẽ có tác động mạnh nhất đến danh tiếng và kinh tế của các nghệ sĩ. Tiếp theo trong chương trình, người nhện Pháp leo tòa nhà cao 220m kêu gọi hòa bình cho cuộc xung đột Hamas-Israel. Thiết bị trồng rau thế hệ mới giúp cây xanh phát triển trong môi trường đặc biệt như không gian vũ trụ. Chương trình xin được tiếp tục với phần thông tin quốc tế. Hôm nay, quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện hơn 300 cuộc không kích trong ngày nhằm vào dải Gaza. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nước này được cho là đang chuẩn bị đưa quân vào Gaza. Phía Israel cho biết các vụ không kích của họ nhằm vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng khủng bố và các mục tiêu quân sự của Hamas. Hiện xe tăng và binh sĩ đã được tập trung tại biên giới Gaza. Israel cho biết họ đang tăng cường tấn công không kích nhằm giảm thiểu rủi ro cho quân đội trong các giai đoạn tiếp theo. Theo Reuters, khả năng cao quân đội Israel sẽ tiến hành bắt đầu đổ bộ vào khu vực Gaza trong thời gian tới. Trước đó, hôm 22 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã tấn công vào nhiều mục tiêu quân sự ở Gaza, bao gồm một số địa điểm gần trường học, một nhà thờ Hồi giáo và một tòa nhà Liên Hiệp Quốc. Theo cơ quan y tế do Hamas điều hành, tính đến nay, hơn 4.600 người đã thiệt mạng ở dải Gaza. Cũng là thông tin liên quan, thưa quý vị, hôm 22 tháng 10, nhân vật có biệt danh người nhện Pháp đã leo lên tòa nhà Hecla cao 220m ở quận tài chính La Défense của Paris. Mục đích của hoạt động là kêu gọi hòa bình cho cuộc xung đột ngày càng tăng giữa Israel và người Palestine. Alain Robert đã mất 2 giờ để trèo lên đến đỉnh tòa nhà. Trước khi leo, ông chia sẻ: "Tôi thực hiện thử thách này để kêu gọi hòa bình. Tôi không ủng hộ bên nào cả. Nhưng theo tôi, việc quan trọng và cấp bách cần phải làm đó là cả hai bên phải lắng nghe nhau và ký kết hiệp định hòa bình lâu dài." Israel bắt đầu các cuộc không kích không ngừng vào Gaza sau khi các chiến binh Hamas xâm phạm biên giới và thực hiện một cuộc tấn công gây chấn động. Đã có 1.400 người chết, chủ yếu là dân thường. Thực tiết cho đến nay vẫn chưa có giải pháp nào. Có những quốc gia gửi hàng tỷ đô la để trang bị vũ khí cho những người đi giết người khác. Làm như vậy là không được. Ngày 22 tháng 10, Mỹ đã gửi thêm khí tài quân sự tới khu vực. Điều này làm tăng thêm những lo ngại về nguy cơ xung đột Israel-Hamas lan rộng hơn ở Trung Đông.
Chuyển sang các thông tin khác, trồng rau trong điều kiện đặc biệt như ngoài không gian vũ trụ vốn được xem là điều không tưởng. Tuy nhiên, các nhà khoa học Trung Quốc đang thiết kế một thiết bị trồng rau thế hệ mới giúp cây xanh phát triển trong môi trường đặc biệt như không gian vũ trụ. Điều này nhằm cải thiện cuộc sống của các phi hành gia. Thiết bị có tên khu vườn không gian tạo môi trường phát triển cho cây trồng trong không gian theo phương pháp luân canh, cung cấp nhiều loại tia sáng và có thể điều chỉnh nhiệt độ phù hợp tối ưu cho cây trồng. Chất nền đặc biệt có thể tái chế được dùng để trồng salad, hành lá và cà chua bi. Sau khi cây trưởng thành, những phần không ăn được sẽ được đem đi nghiền nát và nén lại để tạo thành khối chất nền mới, phục vụ tái canh tác, chỉ cần tưới lại bằng nước. Trong tương lai, các nhà nghiên cứu thậm chí sẽ phát triển thiết bị trồng rau mà không cần dùng đến chất nền. Trang trại rau vũ trụ là nền tảng thí nghiệm giúp các phi hành gia khám phá tác động của các môi trường đặc biệt đối với sự phát triển lý sinh và hóa sinh của thực vật. Thứ bảy qua, người dân có mặt ở công viên trung tâm thành phố New York đã có dịp chiêm ngưỡng cảnh tượng bầu trời phát sáng từ 1.000 thiết bị bay không người lái. Buổi biểu diễn trên không mang tên Frenchies Freedom, tạm dịch là Tự do lựa chọn, do Studio Reef đến từ Hà Lan thực hiện. Các thiết bị bay được lập trình theo cách di chuyển của một bầy chim sáo đá. Buổi biểu diễn kéo dài 10 phút và kết hợp với những bản nhạc nền đặc biệt. Reef cho biết buổi biểu diễn nhằm khám phá mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên và công nghệ. Văn phòng công tố viên Colombia thông báo đã thu giữ một tài sản thuộc về Pablo Escobar ngay tại thành phố khởi nguồn của băng đảng ma túy khét tiếng mà y cầm đầu. Tại đây, người ta phát hiện một bảo tàng bí mật tưởng nhớ trùm ma túy nổi tiếng bị cảnh sát tiêu diệt năm 1993. Theo giới chức, ngôi nhà bị tịch thu ở Medellin có thể đã được ông trùm Escobar mua lại bằng số tiền bất chính kiếm được thông qua các hoạt động mua bán ma túy, cũng như lãnh đạo băng đảng Medellin trong những năm 1980 và 1990. Hình ảnh được cơ quan công tố công bố cho thấy những chiếc xe được trưng bày, bên cạnh là những tranh ảnh hay thậm chí tượng kích thước thật của Escobar. Khu đất do một phụ nữ đứng tên thay được định giá khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Và ngoài là một bảo tàng bí mật, đây còn là nơi ở của Roberto de Jesus Escobar, anh trai của Escobar, đồng thời là cựu kế toán và đồng sáng lập của băng đảng. Các hoạt động của cảnh sát tư pháp cho thấy khu đất này được anh trai của trùm ma túy khai thác thương mại, làm bảo tàng cho khách du lịch ghé thăm. Pablo Escobar, trùm cocaine, từng chống lại nhà nước Colombia để tránh bị dẫn độ sang Mỹ. Y bị cho là đã sát hại ít nhất 5.000 người, cũng như chịu trách nhiệm cho hàng trăm vụ đánh bom. Escobar bị hạ trong một chiến dịch của cảnh sát năm 1993 tại Sao Huyệt ở Medellin. Cuối tuần qua, bộ phim Killers of the Flower Moon từ việc là Vầng Trăng Máu đã có khởi đầu thuận lợi tại phòng vé Bắc Mỹ. Tuy nhiên, tác phẩm của đạo diễn Martin Scorsese vẫn không thể vượt qua bộ phim ca nhạc Taylor Swift The Eras Tour. This has been the most extraordinary experience of my entire life. Sau khi đạt kỷ lục 92,8 triệu đô la trong 3 ngày đầu công chiếu, bộ phim ca nhạc The Eras Tour vào cuối tuần qua đã thu về ước tính 31 triệu đô la, giảm 67%. Killers of the Flower Moon thu về 23 triệu đô la trong cuối tuần qua, xếp thứ 3 về doanh thu mở màn trong các bộ phim của Scorsese. Tác phẩm này cũng đánh dấu màn ra mắt rộng rãi tại rạp thành công nhất của bộ phim từ công ty phát hành trực tuyến. Với kinh phí sản xuất ít nhất 200 triệu đô la, Vầng Trăng Máu là tác phẩm lớn nhất từ trước đến nay của Apple Studios. Bộ phim có sự tham gia của Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone và Robert De Niro, kể về vụ thảm sát hàng loạt người da đỏ ở bộ tộc Osage vào đầu những năm 1920. Tiếp theo trong chương trình, cháy nhà trong đêm, ba người trong một gia đình thương vong. Mâu thuẫn giữa thuyền viên đang hoạt động trên biển dẫn tới xô xát án mạng. Trở lại chương trình, thưa quý vị, điều khiển xe máy vào làn ô tô, một phụ nữ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Vụ va chạm xảy ra vào sáng nay trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, nữ nạn nhân lái xe máy biển số 60B8-12875 hướng từ Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn qua dốc Thiên Thu thì xe của bà va chạm với một xe tải chạy cùng chiều. Nạn nhân ngã xuống đường bị thương nặng, mặc dù nhanh chóng được đưa vào bệnh viện nhưng đã không qua khỏi. Xác nhận ban đầu, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hoa, 51 tuổi, quê Thanh Hóa, giúp việc cho một gia đình tại thành phố Thủ Đức. Cuối tuần bà về nhà người thân ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Sáng sớm nay khi đang lên lại nhà gia chủ thì xảy ra tai nạn.
Rạng sáng nay, người dân phát hiện một căn nhà tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng xảy ra cháy nên hô hoán dập lửa. Vụ việc khiến một người chết. Lúc 1 giờ 45 phút, người dân phát hiện cháy tại nhà số 48 Hồ Tùng Mậu, quận Liên Chiểu. Nhận tin báo, công an phường phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng triển khai người và hai phương tiện đến hiện trường dập lửa cứu hộ. Thời điểm này, tầng 1 ngôi nhà cháy lớn, cửa chính và cửa ra ban công tầng 2 bị khóa, khói đen tỏa khắp nhà. Sau khoảng 20 phút, lực lượng đưa được 3 người trong gia đình bị mắc kẹt ra ngoài, gồm vợ chồng chủ nhà ông N và người con 10 tuổi. Lúc này ông N đã bất tỉnh, tiền lượng rất xấu. Sau khi được sơ cứu tại chỗ, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, ông N đã tử vong. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ. Bực tức vì không được gia hạn nợ, người phụ nữ này mua xăng đến đốt phòng của chủ nợ. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ Võ Thị Ngọc Mai về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, Mai sinh năm 1980, quê quán An Giang, có mâu thuẫn về tiền bạc với bà HTC cùng quê, nên hai bên có xảy ra cự cãi đánh nhau. Đến tối ngày 21 tháng 10, do bực tức nên Mai đã khóa cửa phòng trọ bà C, rồi đổ xăng vào bên trong phòng châm lửa đốt. Sau khi lửa bùng cháy, Mai bỏ trốn khỏi hiện trường. Thời điểm Mai phóng hỏa, trong phòng trọ của bà C đang có người. Sau khi gây án, biết không thể thoát tội, Mai đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 23 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Quách Đại Hải vì có liên quan đến vụ dùng dao đâm chết người tại quán karaoke. Trước đó, Hải cùng một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi địa phương vào các tỉnh phía Nam. Theo đó, Quách Đại Hải, 24 tuổi, ngụ quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, có liên quan đến vụ dùng dao đâm chết người tại quán karaoke Tonight hôm 21 tháng 10. Qua công tác phối hợp, chiều ngày 22 tháng 10, trên tuyến quốc lộ 14 thuộc Phú Sơn, huyện Bù Đăng, các lực lượng chức năng đã tiến hành dừng và kiểm tra ô tô khách đang di chuyển từ tỉnh Đắk Nông xuống tỉnh Bình Phước. Qua kiểm tra, phát hiện Hải có mặt trên xe nên công an đã tạm giữ y và thông báo cho công an thành phố Hải Phòng để phối hợp điều tra. Mâu thuẫn giữa thuyền viên đang hoạt động trên biển dẫn tới xô xát án mạng. Nghi phạm đã bị tạm giữ khi vừa vào bờ và vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Lúc 14 giờ 50 phút chiều qua, đồn biên phòng Cửa Đại tiếp nhận tin báo về tội phạm của chủ tàu cá BT 95994 có hai thuyền viên trên tàu mâu thuẫn và xảy ra án mạng. Tàu cá này đang neo đậu cách Vũng Tàu 45 hải lý về hướng đông đông nam. Nhận tin báo, đồn biên phòng Cửa Đại điều tàu cá này về cập bến khẩn cấp, đồng thời cử tàu biên phòng ra biển để tiếp nhận nạn nhân và kẻ gây án. Sự việc xảy ra được cho là xuất phát từ mâu thuẫn giữa Đỗ Văn Thơm và Võ Văn Tuấn cùng ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thơm dùng dao đâm nhiều nhát vào người làm Tuấn tử vong tại chỗ. Đồn biên phòng Cửa Đại đã phối hợp với công an huyện Bình Đại, công an tỉnh Bến Tre bắt giữ nghi phạm khi vừa vào bờ. Qua làm việc, đối tượng đã khai nhận hành vi giết người của mình. Vụ việc được cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong phần tin thể thao và cập nhật cuối chương trình, vô địch quần vợt Stockholm mở rộng, chức vô địch đầu tiên của Gael Monfils trong năm nay. Từ quê lên thăm con gặp nạn, hai vợ chồng chở nhau trên xe máy và vào xe khách làm một người tử vong. Thông tin cập nhật, thưa quý vị, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra vào chiều nay tại giao lộ Nguyễn Văn Quá và quốc lộ 1 thuộc địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hai vợ chồng chở nhau trên xe máy từ quê lên thăm con đã gặp nạn khi xe của họ va chạm với một xe khách. Một trong hai người đã ra đi mãi mãi. Tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 14 giờ chiều. Xe khách dừng nằm khi đó chạy trên quốc lộ 1 hướng từ ngã tư An Sương về thành phố Thủ Đức. Chiếc xe máy của ông bà Trần Văn Thuận sinh năm 1968 và bà Nguyễn Thị Hà sinh năm 1972 cùng quê Bến Tre gặp nạn khi đó đang lưu thông cùng chiều. Sau khi ngã xuống đường, người vợ bị xe khách cán tử vong tại chỗ, người chồng bị thương ở chân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, công an quận 12 và đội cảnh sát giao thông An Sương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Cũng tại quận 12, trong chiều nay, một tài xế xe tải đã đột tử trong lúc điều khiển phương tiện trên đường Trường Chinh. Vụ việc đã làm giao thông tại khu vực quanh ngã tư An Sương bị ùn tắc nặng nề. Theo thông tin ban đầu, nam tài xế điều khiển xe tải biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên đường Trường Chinh hướng từ cầu Tham Lương đi ngã tư An Sương. Trên cabin còn có hai phụ xe. Khi còn cách ngã tư An Sương khoảng 100m, thì tài xế bất ngờ lên cơn co giật, mất kiểm soát rồi tông vào dải phân cách. Chiếc xe tải dội ngược ra đường rồi lật nhào, chắn hết một làn ô tô. Ngay lập tức, hai phụ xe và người dân hỗ trợ kéo tài xế ra ngoài rồi đưa đi viện, nhưng anh này đã tử vong trước khi tới nơi.
Tới 15 giờ 30 chiều, lực lượng chức năng đã di dời xong chiếc xe tải gặp nạn. Chương trình 60 giây hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.